Con xin chào cả nhà quay lại kênh Gió Đồng TV cả nhà ơi. Thì bữa nay em con đi làm cũng mệt rồi nên có mình con quay cả nhà. Và bữa nay con quyết định đến cái chỗ mà cậu bé chích trôi tấp vào trong cái đất vớn của chú chủ ruộng cả nhà. Và ngự trên cái cây bự. Thì bữa đó con đến thì có cúng kiến cho cậu. Và thì con không biết em con mấy bữa nay có đến hay không. Thì con có cúng kiến và hình như là ở đây có một cái vong này hình như già cả nhà. Thì tóc bạc và giống như là đang bắt giữ cậu bé vậy. Với lại có tác động đến con. Thì con chưa có gõ được cái vong hương linh này hình dạng ra sao. Con chỉ thấy được cái tóc của vong linh và giọng nói. Thì con nghe giọng nói đó cũng hình như cũng lớn tuổi đó nha. Thì có tiếng khóc nữa. Và bữa nay con mới quyết định đến đây và cúng kiến. Và coi thử cậu bé còn đem nữa nè. Tại vì mấy bữa nay anh em con không có đến đây. Tại vì chỗ này mưa. Và nói chung nó không có tiện anh em con đến. Và bữa nay con đến mục đích là muốn biết được cái vong linh của bà lão. Hình như là bà lão hay ông lão thì con không biết. Nhưng mà con chỉ biết là có một cái vong linh cũng lớn tuổi đây cả nhà. Thì con muốn biết được hình dạng thật sự của vong linh đó. Và con muốn giúp được cho cậu bé và cúng kiến cho cậu bé đó nha. Với lại chắc con sẽ vào trong luôn cái nghe. Tại vì con là nói chuyện dài dòng quá thì nó không có ghi vào vấn đề. Thì cả nhà chắc con sẽ đi vào trong. Thì cả nhà đi theo con vào trong để có thể là coi thêm rõ hình dạng của cái vong quỷ già đó với cậu bé bây giờ hiện ra sao nè. Cái bé nó hơi tối để con chuẩn bị sáng nè. Thì con nãy giờ con đến cái cây này cả nhà. Mình đeo vậy thật. Còn ở đây con cảm giác có một cái luồng sóng nó lạnh tót luôn đó nha. Thì bữa đó cái này để con quay tặng cảnh. Bữa đó là con bị treo lên cái cây này. Thì con không biết cả nhà có. Thì con không biết á, cả nhà có nhìn rõ là có một cái bàn tay. Có một cái bàn tay trên đó cả nhà, nắm con lên. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Thì vong linh ơi. Bữa nay tôi đến đây á là trước tiên á là muốn cúng kiến cho vong linh với vong linh cậu bé. Hai á là tôi muốn thấy được rõ hình hài, hình dáng để có thể là mai mốt tôi đến đây cúng cho dễ hơn. Và vong linh, tôi đến đây á cúng kiến không có quấy phá gì vong linh hay là muốn giành chỗ hay là muốn yếm gì hết. Tôi chỉ muốn cúng kiến cho cậu bé và giúp đỡ cậu bé. Thì mà nếu mà vong linh á có cần tôi giúp á thì tôi cũng có thể là giúp đỡ cho vong linh. Thì tôi cầu mong vong linh có thể là khoan hồng mà cho tôi gặp cậu bé để có thể là tôi nói chuyện với cậu bé. Nam mô Di Đà Phật. Thì cả nhà ơi, hồi bữa đó đây chỗ này nè cả nhà, cái vong linh đó là lú đầu ở chỗ này. Thì con không biết cái vong linh đó là nam hay nữ cả nhà, tại vì con chỉ thấy mày mại thôi. Nam mô Di Đà Phật. Thì nếu mà vong linh á hiện tại đang có ở đây á
thì có thể là cho tôi thấy. Và cái nhà cái cây này nó cứ lúc lắc cả nhà. Thì Vông Linh đây, nếu mà Vông Linh á đang hiện tại chỗ này á, thì Vông Linh hãy cho tôi một cái gì đó để tôi biết được, và tôi có thể là cúng kiến cho Vông Linh được không? Nam mô Di Đà Phật. Cả nhà ơi, cả nhà nghe, ở trong cái cây này phát ra nè cả nhà. Thì cả nhà để con cho cả nhà nghe rõ. Nam mô Di Đà Phật. Thì Vông Linh ơi, bữa nay á con á mạn phép đến đây và có thể là cúng kiến cho Vông Linh và Vông Linh cậu bé. Thì mà Vông Linh á đừng có nên tức giận với con. Nam mô Di Đà Phật. Thì Nam mô Di Đà Phật. Thì Vông Linh ơi, nếu mà Vông Linh không thèm á thì Vông Linh cũng xí xó để cho con cúng cho cậu bé. Thì Vông Linh thấy đó, cậu bé còn rất là nhỏ và đã bị mắc, và vong hồn cậu bé không có thể mà siêu thoát được. Thì con đến đây á, có một cái bàn tay từ ở trong đó, nó không có thể mà siêu thoát được. Thì con đến đây á, có một cái bàn tay từ ở trong đó. Con chỉnh lại cái máy cho con. Con chỉnh cái máy. Nam mô Di Đà Phật. Tiên con sẽ cúng cho Vông Linh 3 nén nhang. Nếu mà con sẽ đốt 3 nén nhang cho Vông Linh này để thỏ tỏ lòng thành ý của con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì Vông Linh, bữa nay con đến đây trước tiên là xin cái niệm để lại là cúng kiến cho Vông Linh và muốn gặp gỡ Vông Linh. Thì tỏ cái lòng thành ý của con, thì con sẽ đốt cho Vông Linh 3 nén nhang. Thì nếu mà Vông Linh có thể xíu xó và buông bỏ tất cả để cho con cúng kiến và hưởng được những đồ cúng của con, thì con rất là vui. Vông Linh muốn ăn thịt à? Bạn cho con thịt của bạn đi. Vông Linh muốn ăn thịt con hả? Thì Vông Linh ơi, Vông Linh đừng có nên tạo nghiệp và giống như là trách nhiệm nữa. Thì Vông Linh ăn thịt con á, nhắm có thể là no cả đời hay không? Hay là Vông Linh sẽ bị tội đời đời kiếp kiếp và có thể là không thể siêu sinh được. Thì con xin Vông Linh có thể là nghe con đi, con sẽ cúng cho Vông Linh với tiền và bánh trái và có thể là nhang. Thì nếu mà Vông Linh đồng ý, con cũng có thể là giúp cho Vông Linh đi vào chùa vào chuyền để có thể là tu tập. Nam mô Di Đà Phật. Thì con sẽ cắm 3 cây nhang cho Vông Linh. Thì nếu Vông Linh đó đồng ý thì đừng có làm gì con hết. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Phật. Con đến đây chỉ có lòng thành ý để cúng cho Vông Linh thôi. Nam mô Di Phật. Chứ không có đến để quậy phá gì hết. Vông Linh này rất là hung dữ cái nhà. Thì Vông Linh ơi, con là một lòng thành ý đến đây cúng kiến cho Vông Linh và hấp nhang cho Vông Linh, chứ không muốn là đến với phá hay là muốn yếm gì Vông Linh hết. Thì Vông Linh hãy đừng có làm như vậy. Thì con ai ở đây? Vông Linh ơi,
thì vong linh cũng đã thấy cậu bé chết rất là khổ và tội lỗi, thì cậu bé chắc tới số chết mới có thể là trôi xuống đây, và có thể là có duyên với cái chỗ này nó mới tấp vào trong. Thì con xin vong linh hãy buông tha cho cậu bé để cậu bé có thể là sớm ngày vui tu tập và có thể là con muốn giúp cậu bé và con có thể giúp cho vong linh nữa. Thì vong linh nếu mà nghĩ là đủ sức, con không có đủ sức, nhưng con có thể là nhờ cậu con đến đây giúp cho vong linh, thì cậu con cũng có thể là giúp cho những vong linh mạnh nữa. Tại vì á, vong linh con giúp vong linh á, thì cái tâm vong linh á có thể là buông bỏ mấy, có thể là đi, chứ con không có giúp cho vong linh hết được. Thì con linh có thể là lắng nghe con không? Lại đây, lại đây, nó mu như vậy. Vong linh ơi, nếu mà vong linh làm như vậy á, thì con có thể là đốt lá bùa này và cho vong linh đi chỗ khác, không cho vong linh hưởng được đồ cúng. Thì con cầu mong á, vong linh hãy cho con một lần để cúng kiến cho vong linh và giúp vong linh. Nam mô A Di Đà Phật. Cậu ơi, nếu mà cậu có gần đây á, thì cậu hãy hiện ra đi để tôi có thể là giúp đỡ cậu. Cậu ơi, cậu đừng nên trốn tránh tôi không có làm hại gì cậu hết. Tôi đến đây chỉ giúp đỡ cho cậu và muốn biết được là cái vong quỷ đó từ đâu đến và đã sống bao lâu, chết bao lâu rồi mà đến nay không chịu đi đầu thai để đi lanh quanh bắt những cái vong linh nhỏ bé để có thể là chuộc lợi cho mình. Mô Di Đà Phật. Con sẽ đốt với tiền quá, nãy giờ không thấy cái gì hết. Nó mùi. Tôi cầu mong á, ông á hãy buông bỏ đi. Tôi đến đây chỉ muốn giúp cậu bé thôi mà ông lại muốn làm hại tôi và bẻ tay tôi. Nam mô A Di Đà Phật. Thì tôi đến đây đâu có hại ông đâu. Nhà ơi, ê à, như là Phật, con cầu đất đai nhân trạch ở đây có thể là gia hộ cho con, giúp đỡ cho con.
đánh đuổi cái con quỷ ở đây để có thể giúp đỡ cho cô bé. Cái tay nếu mà ông có giỏi á thì ông có thể là hiện hình ra tại chỗ này, và tôi muốn biết được cái hình hài hình dạng của ông. Chứ ông cứ núp và làm hại tôi thì tôi không có sợ ông đâu. Cái tay anh kia nhờ ơi. Cả nhà ơi, cả nhà thấy Nguyên có bóng đen không cả nhà? Cuối cùng ông cũng lộ diện, nhưng đây chỉ là một cái hóa thân của cái bóng đen. Thì ông á, có muốn gì á thì ông hãy tỏ bài ra đi và nói ra cho con biết, thì con có thể là cúng kiến cho ông và giúp đỡ cho ông. Chứ ông đừng nên hại cô bé và hại con. Thì con chỉ là một người đi giúp đỡ những vong linh để có thể là vào chùa tu tập sớm ngày đầu thai chuyển kiếp. Thì con chỉ muốn góp công đức cho những cái vong linh thôi, chứ không muốn đến đây phá nhà ông hay là bắt ép ông phải đi chỗ này chỗ khác, buông bỏ cái cây này. Thì ông có quyền ở đây, con chỉ khuyên nhủ ông là có thể là đi vào chùa và tu tập, chứ không phải là con bắt ông đi. Thì con thấy cậu bé chết cũng trẻ, và tội lỗi khi cậu bé mới có mấy mười mấy tuổi đầu đã chết nước và chết lạnh lẽo như vậy, con mới đến đây và buông bỏ những cái chấp niệm để giúp đỡ cho cậu bé. Chứ con không có quấy phá gì ông hết, nên ông hãy đừng có làm hại con và cậu bé. Con không có muốn làm hại ông, nhưng ông cứ làm hại con hoài thì con có thể là đánh đuổi ông khỏi chỗ này, không cho ông ở luôn cũng được. Nhưng con á, đi là giúp, chứ không phải là đi để đánh đuổi những cái vong linh. Mong như Phật, con cầu ông có thể là hiểu cho con. Đi cả nhà. Nam mô Di Phật. Thì con cảm ơn ông đã nghe cái lòng thẳng cầu của con, thì con rất là cảm ơn ông. Nam mô Di Phật. Ông bóp cổ con nói chuyện được đó nè. Thì cậu bé ơi, tôi cũng đã nói chuyện với ông và ông cũng đã không có làm hại cậu nữa. Thì cậu hãy nên xuất hiện tại đây đi để tôi có thể là cúng kiến giúp đỡ cho cậu. Nam mô Di Phật. Ở nhà thấy cô bé không? Nam mô A Di Đà Phật. Cậu ơi, cậu á, tôi biết cậu đang bị chịu những cái vong của ông vong linh quỷ đó tác động, thì tôi nãy tôi cũng nói và hẳn cầu giúp để có thể là cậu đi được. Ông ta cũng đã buông bỏ và cũng chắc tôi nghĩ là cái trách nhiệm của ông ta cũng không phải quá lớn. Và cậu á, nếu mà cậu chịu đi vào chùa với tôi á thì tôi có thể là giúp cậu đi. Thì mấy bữa nay tôi á có khuyên cậu á là niệm Phật và đừng có hại những cái người dân ta đi thiệt hay là đi.
đi dạy lúa thì cậu có làm giống như tôi đã chỉ cậu không? Dạ. Thì nếu mà cậu đã làm như vậy được thì rất là tốt. Thì tôi á, tôi sẽ dùng cái vụ của cậu tôi có thể là giúp cậu, và cậu có thể là vào cái vụ này. Thì tôi nó cũng nói trước với cậu á, là tôi mở cái vụ này ra mà cậu không có vào được cái vụ này á, thì cậu đừng có trách tôi. Tại vì á, cái đó là cậu vẫn còn chấp niệm và cái lòng hận thù, hay là cái lòng ở trên cái trần gian này đó, tôi thì tôi không biết được. Thì cậu đừng có quán trách tôi. Thì nếu mà tôi giúp cậu đi được á, thì cậu có thể là vào chùa á, cậu gặp những cái vong linh lớn hơn và ở lâu hơn mình, thì cậu hãy gắng mà nghe người ta. Người ta đến đó trước mình, người ta tu tập trước mình, và người ta hiểu lực trước mình. Và cậu đừng có đi quanh quanh trong cái chỗ mà người ta thờ cúng, tại vì ở đó cũng có Phật, các chư vị, đất đai, nhân trạch và thổ thần, thổ địa. Thì chỗ miếu người ta cũng có, thì cậu có thể đi ngang đi qua lại, cậu mạo phạm những cái vong linh đó, ý là không, những cái vị thần đó, thì vị thần đó có thể là bắt cậu và nhốt cậu đi một chỗ nào đó. Tôi không biết được. Tôi chỉ có trách nhiệm là giúp cậu đến chỗ kia và cho cậu vào chùa, cậu tu tập. Thì tôi chỉ giúp đến đó thôi. Còn ngoài ra là nhờ tự cậu giúp cậu, có thể là sớm ngày đầu thai chuyển kiếp, thì thôi tôi sẽ mở cái vụ này ra, tôi có thể giúp cậu. Nếu mà cậu vào trong được á, thì tôi sẽ đốt đồ và đi liền, có thể là kịp giờ. Đó nè, con sẽ